Gender là number. Gender là number. Có cái gì nhỉ? IMG là swing. Nó như này. Sau đó ở trong cái hero component chúng ta tiến hành là cái này chúng ta phải export đó. Export class hero. Thì trong hero component này tôi sẽ tiến hành là import. Import cái hero from chấm chấm sược. Chấm chấm sược. Model sược hero như này. Và cái biến hero ở đây của tôi nó sẽ thuộc dạng là dạng mảng mảng của các hero. Mảng của các hero. Được chưa? Các bạn thấy nó không báo lỗi này. Ví dụ như ở đây tôi chuyển cái gender này sang sang số phát nó báo lỗi này. Thấy không? Nó báo lỗi ngay lập tức luôn. Không nói nhiều. Được chưa? Thì đây, đây là mảng của các hero. Được chưa? Cái class cái này các bạn có thấy giống như trong Java không? Trong Java cũng có cái array và có kiểu dữ liệu đúng không? Đấy thì ở đây nó cũng thế. Đây ví dụ như cái S hero này của tôi à, tôi hoàn toàn có thể gán cho nó bằng cái kiểu dữ liệu là hero luôn thì nó mới chuẩn. Và tất nhiên trong này tôi hoàn toàn có thể là quy định ra cái thằng này nó cần phải gán giá trị hay không nữa, thì tôi có thể là thêm cái dấu hỏi chấm vào đây. Được chưa? Hỏi chấm vào đây thể hiện là nullable, cái giá trị này được phép null, hay ví dụ như cái img người ta hay để null này, nullable một cái cột là có thể điền giá trị hay không. Được chưa? Đó thì nó sẽ áp dụng cái việc đây này, ví dụ như tôi để cái max id ở đây, các bạn thấy không, cái max id này bằng không này, let tạo ra nó, nhưng mà hiện tại ở đây nó không được gán giá trị gì cả. Được chưa? Thế nó báo lỗi dưới này. Được chưa? Kiểu number này thì bây giờ tôi sẽ để ở đây nó là kiểu là number đấy, kiểu dưới này nó sẽ bị lỗi đi. Được chưa? Cứ tạo ra một cái biến mới thì chúng ta phải xác định thật rõ ràng cái biến ấy thuộc cái gì, hay thậm chí là cái remove hero này này cũng phải xác định nó là kiểu dữ liệu gì, đúng không? Thì chúng ta mới làm việc được. Đây này, max id này, thấy không, add hero id bằng max id, thì chúng ta ở đây phải làm gì ạ? Pass in cái max id này vào. Sao không pass được nhỉ? Max id this hero. Để number em này. À không, cái add hero name này tôi đang để là string này. Đây là number này. Đây. Hero kiểu dữ liệu là number bằng null. Được chưa? Đây name bằng string bằng null. Đây chưa chấm phẩy. Name bằng string. À quên nhầm, cái add hero này thì bằng new hero chứ quên. Đây, new hero. Này. Kiểu dưới này nó sẽ ép kiểu. Đây, nó sẽ tự ép sang. Thằng này là new hero, cái là nó sẽ hết lỗi luôn. Được chưa? Thì chúng ta không cần phải, khi mà new hero này các bạn hover vào hoặc các bạn console log ra ấy, thì nó sẽ là một cái object dạng như này. Nhưng mà với các cái dữ liệu của nó đang bị trống, nó không có dữ liệu gì cả. Các bạn hình dung được không ạ? Sau đó ví dụ cái add hero này mà chúng ta muốn chỉnh sửa lại giá trị ấy, thì chúng ta hoàn ở cái đoạn này this add hero có thể là gán lại giá trị bằng cách là new hero cái là xong. Đó. Thì tức là cái code của chúng ta nó sẽ rõ ràng và tường minh hơn rất là nhiều so với cái cách mà chúng ta làm trước đây, đúng không ạ? Thì đấy là cái việc áp dụng cái TypeScript ở cái level là chỉ đơn giản là áp dụng về kiểu dữ liệu. Được chưa? Trong TypeScript nó còn áp dụng được cả các cái thứ khác, ví dụ như là code ES6, arrow function các thứ các kiểu. Thì những cái phần đấy các bạn chưa được học thì tôi cũng không không cố gắng đưa nó vào trong này làm gì cả. Được chưa? Cái đấy nó được học ở trong môn JavaScript nâng cao, à quên nhầm. Nó được học ở trong môn JavaScript nâng cao hoặc là sau này sẽ học ở môn ECMAScript cho cái khóa 15.3 chứ không phải khóa chúng ta không được học, và cái học liệu đấy nó cũng chưa được viết xong, thì nhà trường cũng đang viết. Được chưa? Thì chúng ta chỉ lưu ý cho tôi một cái,
là khi mà chúng ta viết code ở trong này, nếu mà chúng ta viết theo TypeScript thì chúng ta phải đặc biệt tuân thủ về kiểu dữ liệu. Được chưa? Đặc biệt tuân thủ về kiểu dữ liệu khi mà chúng ta sử dụng ở trong này. Chứ không thể nào mà làm linh tinh được. Được chưa? Đó. Thì đấy, cái TypeScript nếu mà chỉ nói sơ qua thì nó chỉ có bằng đấy thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn học sâu hơn thì ở trong này nó có rất nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như Basic Type này. Đây, kiểu dữ liệu cơ bản đây. Được chưa? Thì chúng ta phải đọc qua từng cái một. Ví dụ như cái boolean number string array này thì chúng ta có thể là biết rồi, chúng ta không đọc nữa. Nhưng mà cái tuple này là cái gì, cái i5 này là cái gì thì chúng ta cũng phải đọc đọc qua một chút. Được chưa? Đây, ví dụ tuple này, tuple type allow you to express an array with a fixed number of element, tức là nó chúng ta phải định nghĩa ra một cái mảng, tuy nhiên là cái mảng này nó có số lượng phần tử cố định và kiểu dữ liệu của các phần tử đấy cũng là cố định. Được chưa? Đấy là cái khái niệm về tuple. Còn cái i5 thì nó khác, thì các bạn lại phải đọc cái i5 này nó là cái gì, đúng chưa? i5 nó là một cái object luôn, tạo ra một cái object gì đó, nó phải thỏa mãn các điều kiện giống như các cái kiểu dữ liệu khác. Được chưa? Rồi any, rồi void đấy, rồi never object các thứ các kiểu, thì chúng ta phải đọc ở trong này. Đấy là cái về cơ bản về basic. Tiếp theo là về việc định nghĩa ra một cái biến thì chúng ta làm như thế nào. Thì biến ở trong cái TypeScript thì chúng ta có thể là sử dụng cái từ khóa là let hoặc const. Được chưa? Let hoặc const. Let thì chúng ta có thể gán lại giá trị cho nó, nhưng mà const thì khi mà đã tạo ra cái dữ liệu rồi thì chúng ta sẽ không gán lại nữa. Được chưa? Không gán lại giá trị cho nó nữa. Được chưa? Ví dụ như ở đây chúng ta có cách định nghĩa cũ là dùng từ var để tạo ra một biến, đúng không ạ? Nhưng mà về sau thì chúng ta sẽ không dùng cái var đấy nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng sang cái từ là từ let. Thì cái scope nó liên quan từ var hay từ lựa chọn từ var hay từ let ấy, thì nó liên quan đến việc cái scope của cái từ khóa của cái biến chúng ta tạo ra nó là như thế nào. Thì chúng ta có thể đọc thêm ở trong cái phần var declaration và nó sẽ nói về cái scope ở phần phía trong này. Chúng ta đọc thêm. Được chưa? Chào chú nha. Đấy là về các cái phần chúng ta đọc, chúng ta cũng là phải đọc những cái này thì chúng ta mới làm được chưa? Còn tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một biện pháp đơn giản hơn là toàn bộ cái project của chúng ta không áp dụng theo cái TypeScript, bỏ đi cũng không sao hết. Được chưa? Chúng ta bỏ đi. À, chúng ta bỏ đi và để cái này là dạng any. New hero này chúng ta cũng sẽ bỏ đi. Và chúng ta có tóm lại là chúng ta Ctrl Z lại nó tự động. Đấy. Thì cách này cũng chẳng ai bảo các bạn là sai cả. Được không? Ok, đến đây hết rồi. Được chưa? Chúng ta vẫn không sai, tức là chúng ta hoàn toàn có thể dùng JavaScript thuần để code trong cái TypeScript này không sai, nhưng mà thực ra nó sẽ không được chặt chẽ thôi, chứ nó cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Được chưa? Thì tôi chỉ giới thiệu qua qua về cái TypeScript cho chúng ta, để chúng ta hình dung ra được cái TypeScript khi mà đưa vào trong này thì chúng ta được lợi gì và chúng ta phải làm gì để đưa vào. Được chưa? Chứ còn chúng ta hoàn tôi nói rồi, chúng ta hoàn toàn có thể không sử dụng TypeScript ở trong này được, cũng được. Được chưa? Ví dụ như ở đây tôi bỏ cái này đi, chẳng sao, không báo lỗi gì nữa. Được chưa? Đấy là về cái khái niệm về việc là chúng ta có nên đưa cái TypeScript vào việc chúng ta được học hay không. Thì chúng ta đọc giúp tôi những cái phần này thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn, tốt hơn rất nhiều cho các bạn. Tất nhiên là chúng ta cũng chỉ đọc đến phần từ basic type cho đến interface, đến class, đến function, đến đây thôi. Thì tôi cũng không cần thiết các bạn phải đọc quá nhiều thứ làm gì cho nó vất vả ra, bởi vì bằng này thứ là đã đủ cho chúng ta dùng ở trong cái Angular này rồi. Được chưa? Đấy, về các bạn đọc đi. Bạn nào mà code được Angular bằng TypeScript chuẩn thì tôi sẽ cộng thêm điểm cho các bạn vào trong cái bài assignment. Được chưa? Còn không thì thôi, tôi vẫn tính điểm bình thường. Được chưa? Đấy là về cái khái niệm về TypeScript của chúng ta khi mà chúng ta đưa vào trong cái Angular này để sử dụng.
Được chưa? À, đấy là về TypeScript nhá, có thể nó sẽ hơi khó hiểu cho các bạn trong giai đoạn này. Nhưng mà nếu mà tôi nghĩ là bạn nào mà code Java rồi ấy, thì sẽ thấy là cái code của JavaScript nó rất là lỏng lẻo. Nó lỏng hơn so với code Java cũ của các bạn. Nhưng mà bây giờ khi mà đưa về cái TypeScript mà dùng ở trong cái Angular này thì các bạn sẽ thấy lại nó lại quen thuộc. Quen thuộc với cái ngôn ngữ Java cũ của các bạn nó là như thế nào. Thì bây giờ ở trong này nó lại y nguyên như thế, nó chẳng khác đi. Được chưa? Thì đấy là cái nội dung mà hôm trước chúng ta làm. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái gì? Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ học cái gì? Thì trong bài ngày hôm nay của lớp mình thì chúng ta sẽ học một thứ ở trong này, Angular.io này. Doc này. Phần này. Getting started fundamental. Đây. Chúng ta sẽ học về component. Component interaction. Đây như sau. Ví dụ như sau. Bây giờ các bạn sẽ thấy là ở trong cái source code của tôi ấy, tôi có một cái component tên là hero đúng không ạ? Component tên là hero. Trong cái component hero này tôi truyền vào cho tôi có sử dụng một cái mã. Sau đó tôi dùng vòng lặp. Tôi dùng vòng lặp để tôi sinh ra, để tôi for x ra các cái thẻ li. Bạn nhìn không? Đây là các cái thẻ li trong cái danh sách hero của tôi. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng là trong một cái web của chúng ta ấy, nó có rất nhiều thành phần, hàng trăm thành phần. Bây giờ cứ chỗ nào tôi cũng viết nó diễn dịch hết như thế này. Ok, đồng ý nó sẽ chạy được và chạy khỏe luôn, chẳng có gì cả. Nhưng mà gần như cái đoạn này nếu mà tôi muốn dùng ở một chỗ nào khác, tôi không hề có khả năng tái sử dụng. Đúng không ạ? Do đó người ta nghĩ ra một cái trò đó là làm cách nào đó để có thể tái sử dụng được cái giao diện của chúng ta, những cái phần mà chúng ta đã xây dựng ra rồi bây giờ có thể tái sử dụng lại được. Thì nó lại áp dụng cái hướng thứ hai của khi mà chúng ta làm ra component là phải chia nhỏ component ra, chia nhỏ nó ra để cho những cái chỗ khác có thể sử dụng lại được. Được chưa? Thì ở đây chúng ta bài này chúng ta sẽ học cái việc đấy. Cái thứ nhất là chia nhỏ component, cái việc thứ hai là truyền dữ liệu từ component con, à từ component cha vào trong component con thì chúng ta sẽ làm như nào. Được chưa? Thì bây giờ tôi đã có sẵn một cái component tên là hero detail ở đây rồi. Các bạn kiểm tra lại giúp tôi xem là ở trong cái source code của chúng ta đã có cái phần là hero detail này, component là hero detail này chưa? Nếu mà chưa có các bạn tạo giúp tôi ra ngoài. Tạo giúp tôi component cái hero detail component. Làm luôn ạ. À. Đâu hết rồi, sao bọn này nó im ấy nhỉ? Bật Rồi cam. ạ. Bật cam lên, làm em. Không nghe gì à? Nghe cái đoạn TypeScript sợ quá. Hả? Bật lên trao đổi đấy, tạo ra cho tôi cái hero hero detail component đi. Còn nhớ câu lệnh không? Câu lệnh để tạo ra component là gì? Có NGRX. NGC Cũng được mà component được. Cách gì? tên Component sược hero chữ detail. Đấy, muốn tạo ra cái hero detail component thì chúng ta viết câu lệnh như này. Đây là tên thư mục này, đây thư mục đây, xong đến đến cái component này, thư
thì nó sẽ tự tạo cho chúng ta những cái thư mục và những cái file nằm trong như này. Làm đi. Ông chỉ báo. Được chưa thì mày? Yeah. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây tôi có một cái selector là App Hero Detail đúng không? App Hero Detail đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Với cái Hero Component.html này, tạm thời cái đống này, này xóa đi. Mà tôi sẽ thay thế nó bằng cái App Hero Detail như này. Được chưa? Được chưa các bạn? Tôi đấy rồi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ lưu xuống và tôi sẽ chạy cái ứng dụng này. Xem nó ra cái gì. Đây các bạn sẽ thấy nó ra một danh sách các hero detail work đúng không? Đây ví dụ như viết ở đây. Đấy lại thêm một cái nữa. Đúng như này chưa? Ok chưa? Rồi ạ. Rồi. Rồi thế. Thế vậy tương đương với cái việc là ở đây chúng ta dùng vòng lặp để sinh ra các cái app hero detail như này. Và bây giờ chúng ta cần phải code ở trong cái file hero detail component html này để làm sao cho nó hiển thị được đúng không? Thì chúng ta sẽ mở cái file này ra, chúng ta thay đổi cái text này đi, ví dụ như đây là xin chào hero chẳng hạn. Thì nó sẽ tự động thay đổi cái text này. Đúng không ạ? Thì bây giờ tôi đang có như sau. Tôi đang sẽ có một cái hình vẽ như sau. Xem bot rồi, đã đứt mẹ đi rồi. Đây tôi sẽ có như sau. Đầu tiên ở một cái màn hình của tôi, chết mẹ, đầu tiên là một cái màn hình của tôi nó như này. Tôi dùng vòng lặp để sinh ra các cái vùng nó ở đây. Tất nhiên là cái đống giao diện của nó là giống nhau đúng không ạ, các cái vùng này. Thì bây giờ đây cả một cái màn hình này của tôi á, nó là component A hoặc là CHA đi, component CHA, và mỗi một cái phần này nó là component CON, được chưa? Và bây giờ tôi chỉ biết là thằng cha này nó có thể là dùng vòng lặp for để nó sinh ra được bao nhiêu cái thằng con thôi. Nhưng mà bây giờ những cái thằng con này nếu mà không có dữ liệu truyền vào từng cha data, nó không có cái data truyền vào từ thằng cha, thì những cái thằng con này chỉ toàn chứa được cái gì ạ? Cái dữ liệu tĩnh. Kể cả các bạn có làm giao diện đẹp đến đâu thì nó cũng chỉ chứa được giao diện tĩnh thôi. Được chưa? Do đó bây giờ chúng ta phải tìm một cái cách nào đấy, khi mà sử dụng vòng for ở trong này rồi, khi mà đã sử dụng vòng for ở đây rồi,
thì chúng ta phải truyền được cái dữ liệu từ cái component cha, từ cái màn hình cha xuống cái component con này, để nó, để nó con này nó biết được là à ông truyền cho tôi cái gì. Được chưa? Giờ không thì giống như các cụ nhà mình thế thôi, có rất nhiều tỷ trong ngân hàng nhưng mà không đưa chúng ta đồng nào thì chúng ta cũng nghèo xác, nghèo sơn nghèo xác thôi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ học cách là truyền dữ liệu từ thằng cha vào thằng con này như nào. Được chưa? Thì trong thằng Angular nó có khái niệm là A cộng input Angular IO này. Chúng ta có cái A cộng input. Đó. Không có. Đốc này. Đâu nhỉ? Không có. Achieve directive. Dynamic component. Input. Tôi nghĩ nó có đấy. Đây, A cộng input đây rồi. Đây. Đây, ví dụ các bạn sẽ nhìn nha đây. Sao khó, không có ví dụ à? Input này. Không phải này đâu. Angular A cộng input example. Chờ tôi chút nha. Đây. Ví dụ ở trong này này, các bạn nhìn thấy nó có một cái app Hero Try này. Được chưa? Và các bạn nhìn thấy cái đoạn này không? Nhìn thấy cái này không? Nó có một cái thuộc tính bằng một cái giá trị. Đây, cái giá trị truyền vào đây, đúng không ạ? Tức là đây là cái component cha này, đây là phần component cha này, hero parent đây này, được chưa? Nó truyền dữ liệu cho thằng con, nó thì truyền thông qua cái thuộc tính, được chưa? Tức là cha truyền cho con thì bằng các cái thuộc tính, đây truyền cho con này bằng các cái thuộc tính, bằng x đi. Đây bằng x, đây bằng y, dạ. Ví dụ truyền dữ liệu x cho thằng con thông qua cái thuộc tính là y như này, dạ. Còn thằng con sẽ nhận như nào? Thằng con sẽ nhận như sau. Trong cái phần component con đây, try đây, thì nó sẽ import thêm một cái là input từ cái Angular core, dạ, từ cái Angular core. Sau đó nó có cái A cộng input. Được chưa? Đây nó có cái A cộng input bằng set name, bằng name luôn. Đúng nhỉ? A cộng input làm gì mà khó nhỉ? Tôi thấy nó cú pháp nó hơi sai sai như nào không ạ? Ở đây, đây 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 input như này. Tôi có A cộng input major bằng kiểu number này. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Thử một cái xem là demo nó như nào. Ví dụ như sau, ở đây tôi có cái hero component này. Thì tôi sẽ bê cái ng4 này. Tôi bê cái ng4 này, tôi đưa xuống dưới này. Được chưa? Bê cái ng4 đi. Bây giờ ở trong này tôi sẽ có một cái thuộc tính mới. Được chưa? Tôi đặt là hero data bằng cái h. Được chưa? Ng4 gì đây? NG4 net hat custom schema. À, không sao nhá, cái này không báo lỗi thì không sao nhá. Đây tôi, các bạn cứ theo dõi đã. Đây tôi có vòng lặp này, let hat of hero này, sau đó tôi truyền luôn cái hero data này cho cái hat này, cho cái hat này, cho cái thuộc tính là hero data của cái app hero detail, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ mở cái app hero detail, cái hero detail component ra. Tôi có thêm một cái a còng, à một cái input nữa. Đây. Sau đó ở trong này tôi có một cái a còng input. A còng input đóng ở ngoặc cách là hero data chấm phẩy. Bạn sẽ thấy nó hết lỗi luôn.
Được chưa? Và bây giờ tôi hoàn toàn có thể là tiến hành là console, hoặc chẳng cần console, tôi phê phang luôn ra ngoài. Bây giờ tôi đã có cái biến hero data này. Ở cái hero detail component tôi hoàn toàn có thể là hiển thị giá trị của thằng hero data chấm name ra ngoài này. Bây giờ chúng ta xem output đâu ạ? Localhost 2.4200. Đây các bạn thấy cái Batman Wonder Woman Loki chưa? Dạ. Thì đây tôi sẽ vẽ lại ở trên cái RAM. Từ thằng cha chuyển xuống thằng con thì chúng ta truyền data bằng cách là tạo ra cho nó một cái thuộc tính và gán cho nó một cái giá trị là một cái biến nào đấy. Dạ. Ở thằng con để nhận được thì chúng ta phải có cái A còng input. A còng input và đóng mở ngoặc như này. Chúng ta có thêm là cái thằng cái biến y nữa, cái biến y ở đây nó sẽ xuất hiện ở đây. Hai thằng này phải bắt buộc là giống tên. Và sau đó ở ngoài giao diện của thằng con này chúng ta được phép sử dụng cái biến y này để lấy dữ liệu ra. Được chưa? Và nó cái y này nó trở thành cái dữ liệu của cái component con. Và cái dữ liệu này được truyền từ cái component cha của nó xuống. Được chưa? Đây các bạn làm thử giúp tôi xem là đã hiển thị được cái hero data name chưa. Đây các bạn làm giúp tôi xem ngoài bị lỗi không. Mở cái phần con đi thầy ơi. Có hero detail ấy à? Đây thì xong phần này chưa? Rồi. Thì bây giờ mình mở ra bên này nhá. Đây, các em có cái này là 1 này. Và cái này là 2 này. Lấy chưa? Lấy dữ liệu ra chưa? Rồi. Được rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ đến lượt chúng ta là hoàn toàn có thể là có những cái giao diện riêng dành cho những cái hero này. Đúng không ạ? Ví dụ như tôi có thể vẽ như sau. Ở trong thằng Bootstrap. Get Bootstrap nó có phần tag ấy. Đây. Chúng ta có thể tái sử dụng luôn cái những cái gì nó đang có sẵn ở trong thằng Bootstrap này. Cạc nó là một cái này đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ bê nguyên cả cái cục này tôi phang vào trong cái nội dung của cái thằng hero detail. Được chưa? Cạc có img src rồi có src bằng hero data
chấm gì ạ? Chấm img. Dạ. Chấm img. Sau đó là các body thì tôi ở trên này tôi có một cái, đây là cái tên của hero. Là hero data. Chấm name. Đúng không ạ? Còn cái phần này tôi không dùng đến thì tôi quăng trừ đi. Hai cái nút đúng không ạ? Thì tôi sẽ để một nút thêm và một nút sửa, một nút sửa, một nút xóa. Một nút xóa. Đây là primary, một cái là danger. Và đây tôi hoàn toàn có thể là để đây là một cái div. Tôn trừ 3. Ví dụ thế. Div tôn trừ 3. Đấy. Cái này là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ xem output của cái này. Được chưa? Nó dễ, nó đẹp hơn rất là nhiều. Và ngoài ra ở bên này chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái này thành div là container. Div container này. Div container. Trong đó ở đây là div row. Đúng không? Và tôi hoàn toàn có thể thêm ở trên này là một cái thẻ H3, H2 đi, danh sách hero. Rồi, sao nó lại bị như này? Đó, lùi lùi nhỉ? À, do bị scroll. Thôi kệ sao, chúng ta chưa cần ưu tiên về cái giao diện. Được chưa? Các bạn hiển thị được không? Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đẩy code lên GitHub của lớp nha. Các bạn có thể lên GitHub để lấy cho nhanh. Được chưa các thím ơi? Tôi gửi lại link GitHub đi thầy. Dạ. Cái link này tôi đã gửi cho bao đời rồi còn gì nữa. Không nói em quên em không lưu. Con đặt cái ảnh cái thứ. Thầy thì dùng nhẹ thôi. Do cái gì? Hả? À, cái gì? Thằng Long này bị làm sao nhỉ? Yeah. Nó bảo là cái tay. Mày chat đi Long ạ. À. Không nghe gì cả. Không nghe gì cả.
upload ảnh thì em phải up bằng API nhá, chứ chẳng ai up lên trên cái project front end cả. Thì lúc đấy em phải có một cái API, viết ra một cái API nhận việc up ảnh đấy, hiểu chưa? Chứ có phải là ở đây nó chỉ là phần xử lý phần giao diện thôi, chứ không ai để kiểu up ảnh mà lưu luôn trên trình duyệt người dùng của mày, bị dở hơi à, đúng không? Thấy rồi ơi, thầy sửa cho em cái visual với cái của em, nó comline toàn lỗi rồi. Cái gì? Cái visual code của em ấy nó cứ bỏ đỏ nào. Mặc dù nó chạy ở CMD được nhưng mà visual thì chết, đúng không? Không phải, nó vẫn chạy được nhưng mà nó toàn báo đỏ, nhìn mở lên nào. Xem màn hình lên đi không? Đây này, trả lỗi cái gì nó báo đỏ tùm lum hết đi. Đó, để yên. Để xem nào. Hover vào xem nó báo lỗi gì. Thằng này đã cốt đến cái gì rồi đây này? Không, em lấy quen của thầy mà. À đây, đâu phải đến file dưới ấy. Đâu, kéo lên trên nào. Kéo lên trên. Hover vào xem nào. Syntax require import tslib. Ôi giời, cái này có cái gì đâu. Mày ra cây thư mục mày kéo lên trên xem nó có cái thư mục nước module chưa. Kéo ra cây thư mục vậy xem nó có thư mục nước module chưa. Không phải đâu thầy, tại cái visual này không phải tại file của thầy lỗi đâu. Mở file nào cũng đỏ. Em dùng cái gì không lỗi. File nào cũng đỏ như vậy thầy. Ừ thì mở ra xem nào, mở xem có nốt module chưa. Đâu thư mục nốt đâu. Nốt module này. Có không? Nốt module em có rồi. Đâu em cài được mà. Đâu? Đây ở C. Đấy, mình làm gì đấy? Thầy bảo tìm nốt module nữa. Ừ. Hình như máy em chưa, cái project em chưa cài thư viện hay sao ấy. Em cài rồi mà, nó vẫn chạy được mà đấy. Đâu? Em vẫn chạy trên Visual mà, nhưng mà máy đang mở cái gì đây? Đây nốt gì đấy? Mày bị dở người, nốt module ở trong cái project cơ mà. Ở trong cái project ấy chưa có cái nốt module đấy, kéo lên trên đi. Có chưa? Chưa có à. Mở CMD ra. Mở CMD ra, mở terminal của cái này ra. NPM cách in à, cách y. Cái nốt module nó sẽ ở giữa cái EIM cái SRC cơ mà ông đúng rồi, đây cũng chưa có thư viện nên nó báo lỗi là đúng mẹ rồi gì nữa. À thế à. Mày vui tính à? Có chịu vậy? Em nhìn nó cứ cốt đỏ lòm em không muốn làm. Thì đúng là đỏ đúng mẹ rồi gì nữa. Của em cũng không có cái lốt module này nhưng mà em thấy có đỏ đâu. Thôi em sẽ lúc nào được. Lúc nào được thì em bảo. Vui tính quá đấy. Mày chạy cái đấy bằng bằng vào mắt à Đạo? Làm sao chạy được project nếu mà không có nốt module? Vẫn chạy được mà. Em mày chạy kiểu gì? Ngờ server open nó vẫn lên mà. Lên vào em... mắt. Không chạy được mà thầy. Trong cái file visual của em không có cái đấy mà. Chạy bình thường. Vẫn chạy vào mắt. Cho vào liên thuyền. À, em không có cái nốt module của thầy đâu. Thật. Đâu mày xem màn hình như thế nào? Chạy luôn cho thầy sáng mắt ra cái. Em là tắt đi rồi thì sáng mắt ra cái xem nào. Xem có sáng đấy. Này em chút. Để mà để video đấy.
bọn này điêu điêu vãi đái luôn. Để cho thầy nhận sai phát này. Ờ, tôi xin lỗi luôn này. Không có nốt mô đun mà chạy được mà thánh nhân. Đâu rồi, đâu thế? Thế này em bật chút bật lại ví dụ rồi. À đây bật bật lại xin bật đây đi. Ừ, nghe nghe. Xin lỗi thầy. Thôi dậy đi thầy, mặc sao không? Em không đi vậy. Thằng Đạo được chưa? Mặt. Em nó đang cài đấy ạ. Thế mày đã code được cái đoạn code mới chưa? Em chưa. Em cứ thấy đỏ. Em thấy đỏ đây này, em không code nữa. Lúc nào em đợi hết đỏ này em mới code. Mẹ thằng này. Cho em xem lại video. Ghi tháp rồi mà rồi. Em ô rồi, tiếp tục nha. Thì chúng ta hiện tại ấy, đang đẩy cái dữ liệu từ component cha xuống component con. Thế vậy thì ví dụ như trên cái màn hình này của các bạn này, trên cái màn hình chúng ta đang xem này này, thì chúng ta phải tổ chức lại cái đống component cho nó phù hợp, đúng không ạ? Ví dụ như trong cái màn hình này nó đang có giao diện như này, trông như này. Đây trông như này, đây. Giờ ở dưới này là cái danh sách này, đúng không? Đây là cái danh sách này. Dạ. Thì ở trên này là cái form này. Trên này là cái form. Đây là cái nút. Thì ở đây chúng ta phải đáng lẽ phải chia ra cái này là một module này, toàn bộ phần này, mỗi một cái là một module này, đúng không ạ? Và cả một cái vùng to này, cả một vùng to chứa hai cái thằng module nhỏ kia, thì đây là một module này. Tức là ở trong màn hình này chúng ta có ba cái module, à ba cái component, đúng chưa? Thì đấy, chúng ta nhìn là sẽ thấy là chúng ta sẽ cần phải có bao nhiêu cái component trong một cái màn hình. Hình dung được không ạ? Ví dụ nhá, bây giờ chúng ta có cái màn hình của bọn kênh 14 này, thì theo các em trong cái màn hình từ đây trên một cái, không tính cái quảng cáo nhé, bỏ hết hai quảng cáo đi, trên một cái màn hình này thì các em sẽ chia ra làm bao nhiêu module, chia ra bao nhiêu component, theo các em ở trong cái đống này là các em sẽ dùng bao nhiêu component? Nhiều lắm thầy, nhiều thì cứ kể đi xem nào. Cả cái màn hình to này là một component đúng không? Đúng chưa? Tiếp theo là phần từ đây đến đây này, phần màu vàng vàng này là một component này. Đúng chưa? Trong component đấy thì mỗi một cái này lại là một component này. Đúng chưa? Tiếp theo xuống cái phần này, phần màu cam này lại là một component này. Đúng chưa? Mỗi một cái icon này, mỗi một cái trong menu này lại là một cái component nữa, đúng không? Xong rồi cái phần này này là một cái component riêng này. Phần này này, nó là một component riêng luôn. Được chưa? Đấy, xong tiếp theo đến cái phần ở phía dưới này. Phần phía dưới này. Thì cái này là một component này. Cái này là một component này. Ba cái này là một component này, mỗi cái là một component riêng. Được chưa? Chúng ta phải nhìn ra cái việc đấy, chia cái màn hình của chúng ta ra thành nhiều component, để chúng ta có thể tái sử dụng lại được ở nhiều nơi khác nhau. Được chưa? Ví dụ như biết đâu đấy một cái ô này thôi nó được sử dụng ở dưới nữa thì sao? Đúng không ạ? Ví dụ như đây, chuyển cái ô, cái này không phải đúng không? Có không? Đây, nó là cái này. Đúng không? Rồi xem nó đây nữa, nó là ở đây nữa. Là tức là nó có thể tái sử dụng, là các bạn chỉ việc viết một lần thôi. Và trong mỗi một cái lần các bạn tái sử dụng đấy, các bạn truyền data khác nhau, là nó cái dữ liệu và cái màn hình của các bạn nó đã khác nhau rồi. Đúng chưa? Thì chúng ta phải lưu ý, thực sự lưu ý cái việc đấy. Được chưa? Thì ở đây tôi chốt lại một câu này.
là cái việc truyền dữ liệu và sử dụng component cha và con. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở component, ở file HTML component cha, chúng ta sẽ gọi đến cái component con. Gọi thì dựa vào cái selector. Đây này, dựa vào cái selector của thằng component con. Dạ. Sau đó chúng ta truyền data thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính và giá trị của một biến được định nghĩa trong component cha, truyền vào trong component con. Thì cái thuộc tính này là cái thứ để giúp component con có thể nhận được cái dữ liệu từ component cha chuyển xuống. Được chưa? Và đặc biệt các em phải copy cái tên của cái thuộc tính này để nó trở thành cái a.input nằm trong component con. Được chưa? Và ở trên cái phần import chúng ta phải có thêm một cái input nữa để có thể là lấy được cái dữ liệu từ thằng cha chuyển xuống. Thì đến lúc này khi mà cái component con được render ra, được sinh ra, thì cái biến này nó đã chứa cái dữ liệu từ thằng cha chuyển xuống rồi. Thì tại thời điểm này chúng ta hoàn toàn có thể là chỉnh sửa lại cái template URL, à cái template HTML của chúng ta thành những cái dữ liệu do thằng cha chuyển xuống. Thì các bạn chắc chắn là biết nó có thuộc tính img, chắc chắn là biết nó có cái thuộc tính là hero data, có cái thuộc tính là name, để chúng ta có thể lấy ra và hiển thị ở trong cái phần component con này. Được chưa? Thì cái này chúng ta thực sự lưu ý. Bỏ sai thì không biết có chết. Ok luôn. Được chưa? Đấy là cái chúng ta lưu ý khi mà làm với cái phần này. Được chưa? Thì chúng ta bài hôm nay chúng ta học cái A cộng input để nhận dữ liệu từ component cha truyền xuống component con. Ok không ạ? Có ai thắc mắc về phần này không? Thế còn bây giờ nếu mà chúng ta có cái phần sửa xóa hay sao? Hả? Cái nút sửa xóa à? Thì đây, đang định nói đến nút sửa xóa đây. Thì là hiện tại chúng ta sẽ không bấm vào nút sửa, không bấm nút xóa được. Bởi vì chúng ta chưa có thể nào tương tác được ngược lại từ thằng con về thằng cha. Được chưa? Thế vậy thì output, à quên nhầm, input thì ngược lại của nó là output. Đúng chưa? Thì trong thằng Angular nó có một cái trò để truyền được tín hiệu, một cái sự kiện từ component con ngược lên thằng cha để thằng cha xử lý những cái dữ liệu đó. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta có thêm một cái khái niệm gọi là A cộng Angular, A cộng output, A cộng output example. Tốt cái từ khóa. Được chưa? Thì cái logic ở trong thằng output này nó sẽ khác so với input như sau. Đây là vùng component con này. Được chưa? Ở đây tôi có một cái nút. Nút X. Được chưa? Đây là component con. Component con. Đây là bên cha. Được chưa? Thì với cái logic của chúng ta, nếu mà bấm vào cái nút X như này thì hiện ta không xử lý bất kỳ cái gì cả. Được chưa? Không xử lý bất kỳ được cái gì cả, bởi vì thằng cha này, đây là một cái item thôi, nhưng mà thằng cha nó có form. Nó có cái form ở đây cơ. Cái form này nó lại là một cái con 2 của thằng cha này. Thì bây giờ làm sao để bấm cái nút X này của tôi để tôi generate được cái dữ liệu từ bên này sang bên này. Dạ, chúng ta có ba cái component luôn. Đây tôi xin lỗi, tôi vẽ hơi sai một chút. Đây, tôi sẽ vẽ lại nhé. Đây tôi có component con này. Component con 2. Đây là component cha. Thì thằng cha này nó là một cái form như này. Thì thằng con một nó là cái form đi. Nó là cái form. Như này. Thằng con 2 là cái danh sách. Đây. Nó là cái danh sách ở phía dưới này. Dạ. Bây giờ làm sao đấy thằng con này nó bấm một cái nút thì cái dữ liệu ở thằng con 2 này nó được truyền về thằng con 1 để nó hiển thị lên cái form, ví dụ như form edit của chúng ta.
đúng không ạ? Thì làm nào để làm được cái việc đấy? Thì tất cả mọi thứ nó sẽ xảy ra trên cái nguyên lý là sự kiện. Khi mà thằng con bấm vào một cái nút, nó sẽ chủ động tạo ra một cái sự kiện, nó đẩy ngược lên, tức là nó tác động đến một cái sự kiện do thằng cha định nghĩa ra và áp dụng cho nó. Được chưa? Các bạn còn nhớ cái on click không? Là cái gì không? Cái on click ấy. Click chuột này. Là cái click, khi mà chúng ta click chuột vào trong một cái button hoặc một cái thẻ nào đấy, đúng không? Đúng rồi. Được chưa? Cái sự kiện on click này chúng ta có tạo ra không? Có ạ. Chúng ta có tạo ra nó không? Hay là chúng ta chỉ sử dụng nó thôi? Sử dụng có chứ ạ. Mình các em không hề tạo ra nó, các em chỉ sử dụng nó cho thẻ nào đấy thôi. Đúng chưa? Đúng không? Vâng. Thì bây giờ chúng ta sẽ chủ động tạo ra các cái sự kiện này. Được chưa? Ví dụ ở component cha, ở cái component cha chúng ta tạo ra cái sự kiện là xóa, on xóa, on sửa, on xóa, on sửa, để thằng con này có thể bật cái chạy cái sự kiện này. Được chưa? Những cái sự kiện mới sẽ do chúng ta tự định nghĩa ra, và những cái component con thì sẽ tiến hành là gọi cái component đấy. Tức là nó file, nó tức là nó thực thi cái sự kiện do thằng cha nó định nghĩa cho cái thằng con kia. Thì cái việc này nó sẽ sử dụng đến cái a còng output ở trong cái thằng Angular này. Được chưa? Đây a còng output. Đây a còng output này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm cái quái gì ở đây? Đúng không? Chúng ta sẽ làm cái quái gì? Đây xem nào. A còng output này. Để xem nó có cái ví dụ không, chúng ta sẽ sử dụng cái ví dụ này. Đây how to use a còng output này. Thì chúng ta sẽ thấy là tôi có một cái a còng output ở thằng cha này. Thì thằng con sẽ đẩy ngược dữ liệu, đẩy ngược một cái tín hiệu lên cho thằng cha là mày phải làm cái gì. Giờ, ví dụ như tao hết tiền rồi, ví dụ thế. Đây chúng ta sẽ có như sau. À, để tôi xem thằng cha thằng con nó viết như nào. Item input này. Chờ tôi một chút nhé. Input together này. Đây. À, đây. Chúng ta sẽ định nghĩa thêm cái hai cái thằng này vào cho cái lớp cha. Ở lớp cha này, ở cái hero component, tôi sẽ định nghĩa ra thêm hai thằng nữa là output và event emitter. Được chưa? Output và event emitter. Được chưa? Trong này tôi sẽ tiến hành như sau. A còng output bằng new item event. Đây. Tôi sẽ có a còng. Ở đâu nhỉ? Cái này như là diễn ra ở thằng tôi không nhớ cái này là thằng trai hay thằng con. Tôi xem lại cái này thôi. Lâu không làm cái này. Đây app try này. Handle click này. Đây, cái này diễn ra ở thằng con nha, xin lỗi các bạn. Cái này diễn ra ở thằng con. Đây, này diễn ra ở thằng con. Chúng ta có cái output và cái event emitter. Được chưa? Cái event emitter này nó chính là cái để giúp chúng ta tạo ra các cái sự kiện. Được chưa? Chính là cái thứ để giúp chúng ta tạo ra các cái sự kiện. Thì ở trong này chúng ta có như sau. A còng output. Output bằng một cái đâu nhỉ? Đây, output của chúng ta là on remove bằng new event emitter.
như này, được chưa? On remove bằng new event emitter. Sau đó chúng ta sẽ cái value chain ở đây là apply component này. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự kiện cho nó là on định nghĩa ra cái on remove này. Từ từ đã nha. App component này nó định nghĩa ra cái value chain. Ở cái đoạn này sao tự nhiên mình bị rối nhỉ? App try này nó định nghĩa ra cái value chain này viết như thế này. Rồi ok đây. On remove của tôi thì tôi sẽ viết vào đây là new event emitter này. On remove. Rồi thì tôi sẽ có cái this chấm đây là remove try. Rồi this chấm on remove chấm emit là một số một đi. Ví dụ như này. Các bạn sẽ thấy là đây tôi có hai cái sự kiện khác nhau đúng không ạ? Hai cái này khác nhau. Thì cái này á, cái này là cái gì đúng không? Cái này nó sẽ là ở cái lớp cha này, nó sẽ định nghĩa thằng con một cái sự kiện. Đây. Đóng mở ngoặc này. On remove bằng chạy một cái hàm là show remove data. Show remove data. Được chưa? Và trong cái đoạn show remove data này ở trong này. Thì ở đây tôi sẽ định nghĩa ra cái hàm đấy. Ở trong cái file component của thằng cha. Thì tôi alert 1 này. Dạ, thì ở đây khi mà sự kiện ở thằng con nó xảy ra. Đây nút xóa đây, tôi để đây là on click này. On click bằng một cái hàm được viết ở trong hero detail này, remove try on remove try. Nha. Ok, chạy này. Bây giờ các bạn sẽ thấy là output của tôi như sau. Tôi bấm nút xóa này. Nó bật lên số 1 đúng không ạ? Thì vậy thì tôi sẽ nói lại một lần nữa nha, để tôi tổng hợp lại một lần nữa những cái mà vừa mới diễn ra này. Bây giờ để thằng con có thể gửi cho thằng cha một cái tín hiệu nào đấy để biết là thằng con nó vừa bấm vào cái nút xóa. Được chưa? Và nó thậm chí nó biết được nó xóa cái gì cơ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Đầu tiên ở trong cái lớp cái file là file hero detail, tức là file component con ấy, chúng ta sẽ ôm thêm hai cái thư viện nữa là output và event emitter. Output là thể hiện cái tham số này, cái hàm này hoặc cái biến này, là cái biến để giúp tôi là định nghĩa ra cái sự kiện khi mà thằng cha nó quy định vào trong này, vào trong thằng con. Được chưa? Thì ở trong này cái output ấy, cái on remove này nó tương đương với cái việc là ở cái file template của thằng cha ấy, đây thằng cha đúng không, thì nó được phép viết là đóng ở ngoặc on remove ở đây. Dạ, quy định cái này a còng output thì nó bằng với một cái sự kiện do thằng cha nó truyền vào ở đây. Được chưa? Hai thằng này giống nhau nhá, hai thằng này khớp nhau nhá. Thì mình cần định nghĩa một sự kiện mới được. Được chưa? Thì cái đấy nó là cái a còng output. Được chưa? Tiếp theo thế vậy cái event emitter này là cái gì? Cái event emitter này là một cái tính năng của thằng Node.js và bây giờ nó mang vào trong cái thằng Angular này để sử dụng, là cái thứ để có thể là quy định ra khi nào cái sự kiện kia nó được xảy ra. Được chưa? Khi nào mà cái này chấm emit ấy, thì nó mới fire. Nó tương đương cái việc là chúng ta bấm cái nút click ấy. Hiểu chưa? Ví dụ như on click thì là nó xảy ra khi nào, khi chúng ta
khi chúng ta bấm vào cái nút đấy, được chưa? Còn ở đây khi nào cái sự kiện on remove kia nó sẽ được chạy là khi mà cái này nó chấm emit thì nó mới được chạy, được không ạ? Đấy, tóm lại nó chỉ được là cái này nó khớp với cái phần thằng cha này thôi, được chưa? Và khi nào cái thằng, tức là có thể nó diễn ra ở cái hàm này, có thể nó diễn ra ở cái hàm khác, nhưng mà tóm lại là khi nào nó chấm emit ấy, thì cái sự kiện on remove này nó mới được gọi, được chưa? Số 1 xong thì rồi. Ở đây khi nào nó được gọi, đúng không? Khi nào nó được gọi thì khi mà tôi muốn, mong muốn là khi người ta bấm, khi ở cái component con này, người ta bấm vào cái nút xóa, em thấy không? Khi mà người ta bấm vào cái nút xóa thì cái on remove này nó được kích hoạt, nó được kích hoạt. Thì thế cho nên tôi mới viết là this.onRemove.emit và tôi truyền tham số đi. Truyền tham số ở đây là tôi sẽ có là this.HeroData để tôi gửi lên trên kia một cái tín hiệu là tôi vừa mới xóa đấy, tôi xóa thằng nào, được chưa? Xóa cái thằng bông truyền cho tôi ấy, được chưa? Đây là cái nút mà nút bấm cái cò súng ấy, là tôi bắn ngược lên trên thằng cha, được chưa? Tiếp theo ở cái file template của thằng cha thì chúng ta sẽ có là khi mà sự kiện này nó xảy ra, khi cái sự kiện on remove nó được kích hoạt thì cái hàm nào sẽ là hàm xử lý cho cái việc kích hoạt đó, được chưa? Thì ở đây tôi sẽ đẩy lên là cái hàm là show remove data và tôi chuyển vào đây một cái $event, được chưa? $event gì vậy? Lỗi gì vậy? Đây nhóm phải event, đây là data, đây là remove hero, được chưa? Đây là remove hero. Và ở trong cái file, tất nhiên nó giống như sự kiện bình thường thôi. Ở trong này thì tôi sẽ nhận một cái tham số là remove hero. Và tôi tiến hành là console.log ra cái remove hero đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem nó sẽ output như thế nào. Khi mà chúng ta bấm vào nút xóa. Remove hero bằng cái gì đấy? Sao bằng cả cái quần họ gì này? Remove hero thực hiện loại bỏ phần tử khi gửi lên mạng. Sao lại ra này nhỉ? Trong file chính của thầy có cái hàm reboot hero ấy. Thế à? Cái hàm bài cũ ấy thầy. Đâu nhỉ? Đó thì kéo lên trên. Đây. Tôi sẽ comment này vào nhá. Lỗi, do tôi bị lỡ tay tôi đặt trùng tên. Gì đây, lại báo lỗi gì đây? Show remove data hero occur template or component hero property remove hero. Thế vậy thì ở đây không gọi được cái này rồi. $event. Đây. Thưa nhìn thấy không? Có phải là cái dữ liệu mà chúng ta đang muốn xóa không? Tôi vừa bấm vào Wonder Woman, tôi bấm tiếp vào Loki. Được chưa? Tôi bấm tiếp vào thằng này này. Được chưa? Thì là tôi đã biết được là thằng nào là cái thằng vừa mới thực hiện cái hành động xóa, đúng không? Bấm mẹ nó cái này đi. Là viết ở đây. Ở đây là cái JavaScript hay chấm chấm phẩy. Được chưa? Tôi đã biết được là thằng nào là cái thằng thực hiện cái nút cái event là on remove kia rồi, đúng không? Do đó là tôi có thể gì ạ? Đến lúc này thì tôi có thể là bê lại cái code ở đây, đúng không? Bê lại code ở đây, tôi phang dưới này là tôi thực hiện xong. Đây, tôi sẽ copy cái này remove hero.id là xong. Bây giờ tôi xóa này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta vừa mới học xong hai thứ, là một thứ là
ốp data từ thằng cha xuống thằng con. Thằng con nhận được cái data đấy nhờ A còng input và hiển thị ra ngoài. Còn một cái nữa là nhận tín hiệu từ thằng con và đẩy ngược một cái sự kiện cũng như một tập giá trị từ thằng con lên trên cái thằng cha. Và đến lúc đấy thằng cha lại phải xử lý cái gì đấy. Xử lý ở đây có thể là mang cái dữ liệu đấy để hiển thị vào trong cái form, vào trong cái edit form kia, hoặc là nó xóa cái dữ liệu đấy đi khỏi cái tập dữ liệu gốc mà do thằng cha nó đang quản lý. Em hiểu chưa? Hiểu ý bài này chúng ta đang muốn làm gì chưa? Phần này nó hơi phức tạp một chút. Nó đang hơi phức tạp, đặc biệt là cái thằng A còng output ấy. Nó hơi phức tạp một chút. Do đó chúng ta phải về, chúng ta luyện đi luyện lại giúp tôi. Tức là bây giờ đang trong cái bài toán hero, tí tôi sẽ commit code cho các bạn để các bạn thấy được ở trên cái GitHub. Nhưng mà các bạn về các bạn phải làm lại cho tôi ở trong cái bài lab 1 của chúng ta ấy, phải chuyển cái việc hiển thị cũng như là việc form kia, chuyển nó sang thành cái việc A còng input, A còng output để chúng ta luyện tập. Chứ nếu không là chúng ta không làm được đâu. Và đến khi với tình hình dịch như này ấy, thì ít nhất để qua được cái môn này các bạn phải trả lời tôi những cái lý thuyết đấy, và các bạn phải biết là các bạn đang sửa code ở đâu. Ví dụ chức năng xóa kia các bạn thực hiện những cái gì. Đến lúc đấy em A còng output thì tôi lại hỏi A còng output em hiểu nó là cái gì, em lại không trả lời được thì em toi. Được chưa? Do đó là chúng ta phải làm đi làm lại cái phần tương tác, cái này gọi là component interaction, tức là tương tác giữa hai component, tương tác data với nhau như nào. Thằng cha đẩy xuống thì thông qua A còng input, thế vậy A còng input nó là cái gì, nó truyền như nào. Thằng con đẩy ngược lên dữ liệu lên cho thằng cha để xử lý thì nó là sử dụng A còng output, thế vậy A còng output nó là cái gì, nó hoạt động cùng với thằng nào, và thằng cha làm sao để nhận được cái tập data đấy. Thì chúng ta phải nắm được cái việc này chứ không là toi nhá. Được chưa? Đấy là cái nội dung bài ngày hôm nay, nó khá là khó hiểu nhưng mà chúng ta luyện độ khoảng 3 lần thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ không hiểu được hết thì cũng nắm được thôi, nên nó cũng không được đánh giá là quá khó, nhưng mà chúng ta phải luyện tập cái phần này nhá. Rồi đến đây tôi sẽ luyện tập. Thằng Long đến học với phần này thì cũng to đầu. Lắc cái gì mày, lắc cái gì? Thầy put code lên đi. À ừ đấy, thì quên. Đây này, tí thầy gửi lại link cái video này nhá. Ừ. Xem hùng cứ lên cứ lên đấy. Thầy đăng thì thầy sẽ thông báo ở Classroom nhá. Ngủ cho lắm vào xong rồi giờ ra đây mẹ lại ướt nẹo. Đấy, tài các ông ấy, các ông học dốt tôi phải quát to con em nó ngủ dậy này. Điểm danh nhá. Thân Văn Hoàng. Đâu rồi, không ngon này. Ngọc Tiệp. Có. Hoài Nam. Có. Chát lên nè, không tin mồm có của các ông đâu. Trần Văn Đức. Online thì chỉ việc có viết chữ có lên trên phần chat là được. Trần Văn Đức, ok. Nguyễn Hoài Nam, ok. Phan Văn Quang, có. Vũ Quang Huy, rồi. Đinh Văn Quang, rồi. Trần Quang Đạo, rồi. Hà Phương Nam, Hoàng Minh Hải, Nguyễn Xuân Bình. Rồi. Đăng Văn Kinh. Phạm Văn Nghĩa. Lê Công Anh. Phạm Đức Trung. Bùi Hải Minh. Lê Tiến Huy. Nguyễn Đức Văn Tú. Vũ Hồng Quân. Nguyễn Như Quang, Phạm Long Nhật, Nguyễn Ích Tài, Trịnh Hoàng Quân, Cao Văn Hoàn, Nguyễn Hùng Cường, Cao Văn Hoàn này, Bùi Việt Anh, Phạm Trung Hiếu,
Phạm Trung Hiếu, rồi Lê Đức Quân, ok. Lê Mạnh Cường, ok. Nguyễn Thành Long, ok. Nguyễn Thị Phương, rồi đúng không? Rồi những bạn sau chưa điểm danh này, Thân Văn Hoàng này, Thân Văn Hoàng này, Bùi Hải Minh này, Nguyễn Đức Văn Tú, ok này, hết. Rồi về nhà các bạn luyện tập lại cái phần input output nha. Nếu mà cần thiết buổi sau tôi sẽ để lại một buổi nữa để cho chúng ta luyện tập về cái phần output input này nhé. Tôi đã gửi code lên GitHub rồi, bây giờ tôi sẽ chờ tải video và tôi up lên YouTube cho các bạn xem, được chưa? Có gì cần trao đổi thì hỏi luôn nhá, một là email, hai là chat trên Facebook, hai là ba là comment ở trong bài post của tôi trên Google Class, được chưa? Nha. Nếu không còn ai thắc mắc gì chúng ta nghỉ hôm nay đây. Chào bạn.